quay cái mặt qua đây nè, cúi cái cầm xuống. Trời ơi, giờ móc lên cái đầu trên mặt nước người ta chụp không có thấy con mắt. Con lui lại đây nè, lui lại đây nè. Qua bên đây nè. Trời ơi, cúi cái mặt xuống mày ngẩng cái cao cái đầu vậy. Mà cúi vừa thôi thấy cái nặng rồi kìa. Hoàng. Hả? Ngồi có mình nói chuyện với ai vậy? Cá nè. Gì? Mới mua. Giờ chụp post hình khoe Facebook chơi. Chứ bữa giờ thấy sếp hả nuôi cá quá trời, bắt chước làm theo để coi có may mắn không. Mà thôi chụp thấy mai chưa đâu, chưa thấy thấy quạo á. Tại sao rồi, nãy giờ anh có chụp được tấm nào chưa? Nè. Đó. Tấm thì hả mất đầu, tấm thì mất con mắt, tấm thì mất cái vây, tấm thì đâu nó dồn vô một góc. Cái gì nó không có chịu nghe lời mình em ơ. Bây giờ anh có muốn cá nghe lời anh không? Muốn. Rồi, vậy thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh một cao nhân. Đảm bảo với anh là khi mà anh tới đó anh sẽ mở mang tầm mắt. Cao nhân? Ừ. Là biết chụp hình cá hả? Chuyên gia về chụp hình cá. Mà không những là hả, bình thường mà còn chụp đẹp nữa. Rất nhiều loại luôn. Đừng nói sếp nha, sếp không biết chụp hình đâu á. Không có. Không phải sếp hả? Dạ, đây là một đứa em của em. Ồ. Giỏi lắm nha. Vậy còn hả? Trẻ tuổi nhưng mà rất là tài giỏi luôn. Biết chụp hình với cá? Ừ. Điều khiển cá không? Biết nói chuyện với cá. Biết nói chuyện với cá? Đúng rồi. Này lạ. Thế. Wow. Vậy cho nên là em mới là dẫn anh tới đó nha, cho anh xem. Ừ. Em đã mở danh nha, anh tới đó anh sẽ mê luôn. Đủ hết các loại cá luôn, cá gì cũng có. Có mấy loại mà cá thiệt cá đá vậy không? Trời, mấy loại này là đơn giản bình thường thôi, còn nhiều loại còn đặc sắc hơn vậy nữa. Không ấy, mình tận dụng luôn chủ đề này để mình khai thác trong nội dung chuyện nói chuyện đây. Đúng rồi, hợp lý. Yeah. Và bây giờ xin mời mọi người hãy đến với chuyện đó chuyện đây của tuần này, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với chuyện đó chuyện đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng với Mỹ Linh dẫn dắt Hoàng Rapper đi xem nhân vật nào đặc biệt như vậy, có khả năng nói chuyện với cá và điều khiển cá trở thành một người mẫu chuyên nghiệp luôn. Đi thôi. Nuôi cá kiển là một thú vui khá phổ biến ở nước ta, thậm chí ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta dễ dàng bắt gặp những tiệm cá kiển phân bổ khắp các quận huyện. Tuy những chú cá kiển ở nước ta có màu sắc sặc sỡ, dáng hình uyển chuyển, đẹp mắt, không thua gì cá kiển ở các cuộc thi quốc tế, nhưng khi đi vào ảnh lại không thể phô bày ra hết được vẻ đẹp đó. Cá khác với chó hay mèo, chúng không nghe theo hiệu lệnh của con người mà hành động theo bản năng. Việc bắt chúng tạo ra dáng đẹp để chụp ảnh ở đúng vị trí trước ống kính là không hề dễ dàng. Nghệ thuật chụp ảnh cá cũng từ đó ra đời. Mời vào. Đây, hello bác. Ui cha, ui bà. Sao? Wow. Trời, nhìn chuyên nghiệp, nhìn pro ha. Đẹp không, đẹp không? Wow. Phát giới thiệu đi, đây là anh Hoàng Rapper. Dạ. Mà hôm nay á, là chị dắt tới đây là chị nói là ảnh rất là thích cá, đúng không? Ủa. Nhưng mà ảnh lại ngồi ảnh chụp hình á, ảnh nói là sao chụp không có đẹp, không chụp cái nào cũng giống cái nào hết trơn. Nên là chị mới đưa anh tới đây thỉnh giáo. Dạ. Cảm ơn Phát đã đón tiếp anh cùng với Mỹ Linh nha. Thì anh Hoàng chụp, anh Hoàng bị cái vấn đề gì ở đây mà chụp không được đẹp anh? Thứ nhất á, là cá không có nghe lời mình. Bởi vì á, thà như Mỹ Linh đi. Mỹ Linh ơi, cười tươi lên em. Dạ. Đó, nghiêng qua trái, nghiêng qua phải. Còn cá nó không nghe, nó không hiểu. Con đang cứ bơi sang bơi. Mình đang tính à, cái tới này chụp đẹp nè. Giật cái bằng cái nó chuyển qua, nó xoay. Giờ nó hết đẹp em. Thì tại anh không biết nói chuyện với cá. Cá, chụp cá nó không giống như anh chụp chó, mèo hay những cái loại thú nuôi vật cưng khác. Tại vì thứ nhất, cá nó không nghe được. Nó nghe được nhưng mà mình không thể nào mình giao tiếp với nó hoặc là mình điều khiển nó theo ý mình. Thì bởi vì tùy những loại cá khác nhau mà mình có cách điều khiển nó khác nhau. Thí dụ giống như cá lia thia là nó là bản chất nó là hung dữ, thì mình sẽ có cách để mình điều khiển nó theo mình hiểu nó. Để muốn chụp một con cá đẹp giống như chụp một cô gái đẹp, anh phải hiểu cái cô gái đó cổ lúc cổ vui sao, cổ buồn sao, cổ giận sao, cổ bình thường sao, cổ ngạc nhiên sao, thì anh mới đặt tả cái khoảnh khắc đó lại cho người xem. Mà rõ ràng để có thể chụp hình cho cá là còn là có nghĩa phải đam mê về cá, phải rành và hiểu về cá và nuôi cá như thế nào để đúng cách và đúng kỹ thuật. Những cái bể cá như vậy nè là mình mắc tiền không ạ? Và mình tự thiết kế hay là mình đặt hàng đâu ạ? Cũng hơi mắc, tại vì
những cái hồ này là kiến để em muốn em chụp hình nên em đặt là kiến siêu trong. Kiến siêu trong để, là sao ạ? Kiến siêu trong là sao ạ? Để có nghĩa là khi cái hình anh chụp lên á, có cảm giác là con cá nó đứng giữa luôn, nó không có nước, không có kiến gì hết, trong suốt luôn. Trong suốt mà không có giả hình lại luôn. Không dọi hình lại mà cái giống như con cá đứng giữa một khoảng không vậy. Nó kính này nó khác gì so với kính thủy tinh bình thường? Nó trong hơn, ánh sáng chiết xuất ánh sáng đi qua được nhiều hơn. Kiến siêu trong thì người ta rút bớt cái phần phần mà làm cho kiến nó cứng hơn để cho nó trong hơn. Cái đó giống như là oxit sắt vậy. Thì có oxit sắt vô thì cái kiến nó sẽ bị xanh hơn. Xanh hơn thì ánh sáng của mình đi qua được ít hơn. Năm qua nó hình nó không có sáng, nhìn nó không trong. Ghê chưa, hèn chi anh chụp lên không có đẹp, còn thấy cái mặt anh vô mình trong hình nữa mà. Nhưng mà anh thấy không, nuôi cá đâu có phải dễ đâu. Lớp là phải hiểu cá nè, mà còn phải chọn những cái gọi là như mà giống như kiến này nè. Nếu như mà anh không nói là em chỉ nghĩ là ủa thì bây giờ mình đi ra mua cả đại cái hồ xong rồi mình mua về mình bỏ con cá vô thôi. Mà nghe anh nói xong là phải chọn như thế này trời ơi, tự nhiên em nghe phải đầu tư, em phải hiểu con cá. Những cá này em thấy không, ở đây thấy phát nuôi rất là kỹ, nước trong đẹp, cá nhìn ánh mắt ngời ngợi đầy tràn đầy sức sống nữa. Bên kia kìa tỏa ánh sáng hào quang luôn, trời sao mà nó sáng sáng chói quá vậy Phát. Cái này là sọc ngựa cánh tiên, anh này là một màu dạ quang, là của một thầy trong khoa học tự nhiên. Thầy đó ghép gen từ lúc nó còn là trong trứng. Cấy trong trứng, em tưởng chỉ có người mới được cấy thôi chứ mà ai về cá cũng cấy được. Ôi, nhà khoa học mình Việt Nam mình số 1 mà. Vẫn phải nghiên cứu được, đẹp quá. Đẹp. Nước trong. Còn cá bên đây Phát. Cái này là cũng là ngày anh hồi xưa anh thấy mấy con cá chép mà tay dài đồ á, người ta làm cho rút cái size lại nhưng mà để trình nhìn con cá nó dễ thương hơn. Anh em thấy ở bên kia có mấy chậu mà nhỏ cá nhỏ nhìn mày đẹp quá trời. Mấy màu hả? Mời hai người qua đây ngồi coi cá ở đây cho dễ. Ôi con cá này đẹp quá. Wow, cá mấy màu không? Mà nhiều màu á, đẹp quá chừng luôn. Em thấy cái con màu xanh này nè. Ôi cái đuôi nó đẹp quá trời luôn á. Anh để ý là có đẻ con nữa đúng không Phát? Đúng rồi anh. Rồi biết phân biệt được cái rồi trống mái làm sao trời. Ở cá nó giống như gà như chim vậy, con trống luôn đẹp hơn con mái. À để nó thu hút là khoe cái vẻ đẹp mình để thu hút quyến rũ. Đúng rồi, kiểu vậy. Nhưng mà anh thì đây là một cái hồ em nuôi để chờ đạt cái size sinh sản. Sau khi đạt size sinh sản em sẽ ghép cá trống vô, em sẽ lựa những con mái đẹp em thả nuôi chung với cá trống giống như mấy con này. Thì nuôi một thời gian sau khi nó thụ tinh xong thì cá mái sẽ lên trứng. Nhìn thấy trứng không em? Thấy trứng, có những giống đặc biệt là người nó trong suốt, anh thấy cả con cá con ở bên trong luôn. Thấy cả con cá con lớn từng ngày trong bụng con cá mẹ luôn. Thấy lên mới đầu chỉ là cái trứng, bắt đầu có đuôi có mắt rồi đẻ ra luôn. Riêng cá bảy màu thì đẻ con, nhưng mà một số cá khác như cá ba đuôi, cá lê thê thì lại đẻ trứng. Cá lê thê thì lại làm tổ, còn cá ba đuôi thì mình phải đẻ nhân tạo hoặc là đẻ tự nhiên, nhưng mà đẻ tự nhiên tỷ lệ thành công rất ít, tại vì cái con này nó hay ăn trứng. Hay thiệt chứ, nhiều kinh nghiệm chứ. Ủa mà anh để nha, nãy giờ cái phòng mình nhiệt độ nó cũng hơi hơi cao, thì anh không biết là có ảnh hưởng gì tới không? Không ảnh hưởng cá anh, tại vì cá cảnh xứ nhiệt đới mình á, sống từ khoảng từ 28 cho tới 32 độ là ok. Là sẽ hạn chế được chuyện bệnh hoạn về. Ủa vậy hả? Đúng rồi anh, mình nuôi tốt cách mấy thì nó cũng như mình, lâu lâu cũng cảm sốt này nọ. Cá cảm sốt luôn hả? Không, ý là cho dễ hiểu thì cá đắp trắng. Cá thì nó sẽ có bệnh ngoài da và bệnh ăn không tiêu rồi thì mình phải có thuốc để mình trị, tại vì mình con cá trị càng sớm thì sẽ càng mau khỏe. Nếu như mà có gì khác chút là mình phải lo xử lý liền, nếu mà không xử lý liền sẽ dẫn đến là chết nguyên hồ luôn. Trời, nguyên hồ. Nó ảnh hưởng hả anh? Nó lây rất là nhanh, nhiều khi là chút xíu là mình thấy chết nguyên hồ là chuyện bình thường. Trời ơi, vậy hả? Nói chung là cái này mình cũng khá tốn nhiều thời gian nữa hả? Đúng rồi. Wow, không ngờ một anh chàng đam mê về photographer, về chụp ảnh nhưng lại có nhiều kiến thức và kinh nghiệm để nuôi cá như vậy. Quá khâm phục luôn. Không may giờ cho Hoàng hỏi thăm chút xíu về cái duyên cớ như thế nào. Mời hai người qua đây ngồi nói chuyện cho đỡ mỏi chân. Dạ, ok. Dạ, xin mời. Dạ. Anh Lê Minh Phát, người có kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi cá và chụp ảnh cá cho biết, để chụp ảnh cá thành thạo, cho ra những bức ảnh được nhiều người yêu thích, tạo ra giá trị thương mại cho cá cảnh Việt, trước tiên phải là người nuôi cá chuyên nghiệp, đặt tâm tư tình cảm của mình vào chúng.
Có vậy, người chụp ảnh mới có thể hiểu được tập tính của từng loài, từng con cá. Qua đó kết hợp thêm kỹ năng chụp ảnh thì mới có thể cho ra bức ảnh cá đẹp nhất. Đây là một ví dụ, đây là một con cá bảy màu, toàn đỏ hết. Đầu tiên là anh phải có cái hồ siêu trong, size nhỏ, tại vì con cá nhỏ thì hồ phải nhỏ theo. Anh có cái hồ giống vậy nè. Rồi, anh đầu tiên là anh phải có nước và anh thả cá vô trước ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Như bị lạ chỗ. Đúng rồi, nó lạ chỗ, nó bị nhát. Thì anh phải để ít nhất 3 tiếng cho bình tĩnh lại, cho nó bình tĩnh, nó quen cái hồ này, thì nó sẽ bơi trong cái hồ đó một cách đẹp nhất, khoan thai nhất của nó. Còn nếu như anh bắt ra xong, anh để yên chừng 5-10 phút sau, anh quay lại anh chụp, nó sẽ rất là nhát, nó đứng yên một chỗ. Phát đến với lại cái việc mà chụp ảnh cá vậy nè, là bao lâu rồi? Khoảng 14 năm rồi, 14-15 năm. Trời ơi, 14, từ từ, một chàng trai 9X mà 14-15 năm trước là trời, từ hồi còn bé luôn đó. Đúng rồi, em nuôi cá từ lúc em khoảng 5-6 tuổi. Trời. Tới bây giờ là em gần 30 tuổi rồi. Ủa sao bạn lại mê về cá như vậy? Em cũng không biết nữa, hồi nhỏ ở nhà, tại vì gần nhà em có một cái chợ cá kiển. Em đi ngang đó là em, từ lúc đó tới bây giờ là em cảm giác em thích, em chỉ muốn nuôi cá thôi. Tại mình mê mà, cỡ nào làm cũng được, mà còn cưng nó như cưng con của mình vậy. Trời đó. Rồi, nhưng mà anh biết không, lúc mà Minh Phát mà bước vô cái con đường mà đam mê cá rồi chụp ảnh vậy nè, bị rất nhiều sự trắc trở. Sao vậy? Không có tiền đúng không? Không phải, nhà mình không, mình nuôi mấy cái này. Tại vì thấy cực quá, chăm suốt ngày, không đúng rồi. Phát chinh phục và thuyết phục người nhà mình như thế nào? Thì mình đạt được những cái thành tích cố định, giống như hồi xưa 2017 mình xách cá qua Thái thi, mình được giải ba. Wow. Cá nào? Cá ba đuôi nè. Wow. Rồi nó đâu rồi? Cái con nó già lắm rồi, từ 2017 tới giờ nó chết rồi. Quên. Quên cá mà. Dạ em xin lỗi mọi người, em quên mất. Ủa nếu mà tuổi thọ của cá là sẽ được tính theo như thế nào ha? Nó không có quy chuẩn giống như tính một tuổi chó là bằng bao nhiêu tuổi người. Nó chỉ là tính bằng năm bình thường thôi. Và tùy mỗi loại cá, giống như cá coi có thể lên tới vài chục năm là chuyện bình thường, cá rồng vài chục năm là chuyện bình thường. Nhưng mà những con cá này thì maximum của nó là khoảng 5 năm. Nếu con cá nó không sinh sản. Tại vì con cá sinh sản thì tuổi thọ nó sẽ ngắn hơn con cá không sinh sản. Mình thấy con cá bơi nó khỏe mạnh, nó lượn lờ, mình cảm thấy thoải mái hơn. Với lại nhìn cái gì đẹp á là tự nhiên thấy vui. Đúng rồi. Rồi bên cạnh đó là nhờ cái đam mê về chụp ảnh của cá cũng là một thói quen rất là hay ha. Rồi tạo cho mình cái góc nhìn trong cuộc sống nó tinh tế hơn, nó tỉ mỉ hơn, nó kiên nhẫn hơn. Rồi ngoài cái phương pháp là mình bỏ cá vào trong hồ mới 3 tiếng thì làm sao để nói chuyện với cá? Anh đang thắc mắc cái đó nè. Nói chuyện làm sao? Tùy con, cái này không phải mình nói chuyện mà là mình hiểu cái giống cá đó. Mình điều khiển nó theo ý mình. Rồi, ví dụ con này. Ví dụ bảy màu thì mình muốn nó bơi ở cái đoạn giữa này là đẹp nhất. Cái đoạn giữa này là không có bị dính cạnh trên, cạnh dưới, không dính cạnh, hình nó đẹp nhất. Thì mình cho nó ăn. Nhưng mà làm sao để mà mình thả đồ ăn được ngay đúng cái tâm điểm mà mình muốn? Không, mình cứ thả, tại vì đồ ăn của mình là đồ sống. Cái con nó bơi thì con cá bảy màu nó sẽ dí. Khi nó dí, nó ăn, nó sẽ căng cờ, căng đuôi lên, nhìn nó đẹp. Căng ha. Anh thấy cái hồ nó trong lên đẹp ha. Căng ha. Bỏ vô cho nó ăn, nó mới căng ra. Tại em nó đâu có biết bơi. Thì ai biết, móc móc gì đó, con ăn thịt đâu. Nhưng mà càng nhiều màu cũng càng đẹp hen. Đúng rồi. Nếu như mà một hồ như vậy, mình có thể bỏ nhiều con vô để mình chụp một lần được không? Hoặc là hình thương mại để cho bán hay là importer gì đó thì không nên thả nhiều con. Tại vì thả nhiều con sẽ tạo cảm giác rối. Tại vì nó đâu có giống như người, mình đông người mình kêu xếp thành một hàng hay mình xếp một cái bố cục nào đó. Còn cá nó cứ bơi tới bơi lui, nó sẽ chồng chéo con cá này lên nhau, nó sẽ không tách ra, sẽ không đẹp. Nó sẽ bị mất cái hình. Nhưng mà anh không phải là photographer chuyên nghiệp giống như là bạn Phát, thì anh không có máy xịn. Anh chỉ là quạt rapper thì đó. Anh dùng điện thoại thì chụp có được không? Được anh, nếu như anh biết về kỹ thuật tốt thì anh sẽ vẫn chụp đẹp ra như máy của em chụp bình thường. Có nghĩa là mình biết cách để dụ cá, biết cách để cân cái xứng cái với cái hồ này, làm bất cứ cái gì mình chụp kỹ thuật đẹp. Chụp hình một chút thì là mình sẽ chụp ra được cái hình đẹp hoặc quay ra cái clip đẹp. Để mà nói mình để chụp được giống như Phát chắc khó lắm. Mà đã về còn được sự tin tưởng của cả nhà bây giờ đó, giao cho hẳn cái phòng này tha hồ mà nuôi trồng thủy hải sản. Đúng rồi. Ủa nhưng mà nói thiệt nha, có bao giờ nhà thuyết phục Phát là thôi đừng có nuôi cá nữa? Có, cách đây mấy năm nhà em nói thôi giờ dẹp hết, không nuôi, hứa không nuôi nữa. Nhà em cho căn nhà. Chứ em có con nuôi, có nhận con nuôi để em có em gái, em có em gái. Thì sao, giờ để làm mai cho nha.
cái mình nghĩ, thí dụ bây giờ lấy được một căn nhà đi, ở trong một căn nhà đó không có gì chơi hết, chỉ có đi chụp hình bình thường, không được nuôi gì hết, nó không hợp với mình. Không, thí dụ như mình, đúng rồi, tại vì phải là với... người ta nói là hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến. Đúng rồi, thí dụ đích đến thì con trai lớn lên phải có sự nghiệp, có cái nhà, có gia đình. Mình chưa muốn tới cái đích đó, mình muốn sống với cái hành trình trước. Hay quá, nhờ chuyện đó chuyện đây ngày hôm nay Hoàng được gặp Minh Phát và chia sẻ một cái chi tiết rất là thú vị. Sẵn sàng họ bỏ hết tất cả những gì nó hào nhoáng, nó vật chất để có thể theo đuổi đam mê với những đứa con này của mình. Thí dụ giống như là lúc mà Phát mới vừa vào nghề á, thì có những cái sự trắc trở nào không? Đến lúc đó là những cái mạng xã hội á, là mình chưa có những cái mà phát triển, thì làm sao mà Phát có thể cho mọi người thấy được những cái vẻ đẹp của mấy bé cá này? Thì đầu tiên là có một anh đó cũng chơi trong hội, ngày xưa chơi trong diễn đàn, chưa có Facebook như bây giờ. Thì chụp, mà ngày xưa mình cũng không có máy mắc tiền, ngày xưa là máy ảnh ngày xưa nó không có xịn như bây giờ. Cái anh đó ảnh mình mua một cái máy du lịch nhỏ xíu như cục xà bông nè, mấy cái máy ngày xưa nhỏ xíu à, ảnh dạy lại cho mình những cái bước, những cái đầu tiên nhất của chụp hình là như thế nào để chụp được một tấm hình. Thì ảnh dạy cho, rồi mình ở nhà mình tự tập luyện, ví dụ mình chụp được xong mình hỏi vậy được chưa anh, thì ảnh nói chưa được chỗ nào, được chỗ nào, rồi mình cứ tập luyện, mình mài dũa kỹ năng. Từ lúc đó tới bây giờ là khoảng 13-14 năm. Phải gọi là đam mê thì mới có thể làm. Đúng rồi, mà tự học hỏi nữa. Ngày xưa chụp hết cá ở nhà, không còn cá chụp. Ví dụ anh Hoàng chơi trong hội mà anh Hoàng cũng không biết chụp. Xách đồ qua nhà chụp giùm anh Hoàng. Học hỏi và sáng tạo cùng là với nhau. Là thí dụ như vậy là mình sẽ có một cái hội để là tham gia những người mà đam mê chơi cá với nhau. Ngày xưa tất cả diễn đàn chỉ là vô trong trọng trao đổi kiến thức và kinh nghiệm. Và mình ngày xưa mình muốn chụp hình á, thứ nhất là để khoe con cá đẹp. Thứ hai là hỏi về chuyện lai tạo. Cá thịt thì ít nhưng mà cá kiển thì nhiều. Tại vì cá kiển nó mang những cái đặc tính đặc thù mình thấy rõ, giống như vây bự, cờ bự, màu sắc mình lai qua lai lại để mình đạt được một con đạt những hết những yếu tố đẹp đó. Thì đó là sự lai tạo. Còn thường chỉ cá thịt người ta chỉ quan trọng là sự mau lớn nè, có được nhiều thịt không thôi. Đó. Quá nhiều những cái chi tiết tiểu tiết nhỏ xíu để mà thành được một cái con cá mà có một cái đuôi xè ra, được một tấm hình đẹp thiệt đẹp anh ha. Quá nhiều chi tiết luôn. Bây giờ giữa chụp người với chụp cá, em đang yêu cái mảng nào hơn? Như nhau. Mỗi cái có một cái hay riêng. Điều khiển con cá được mà dễ giống như điều khiển người thì một ngày em có thể chụp mấy ngàn tấm là chuyện bình thường. Nhiều tâm lý với cá. Có lần em chụp nửa ngày 128 ghi hình. Trời, không lựa được tấm nào hết, bỏ hết. Wow. Sao vậy? Kỹ lắm. Tại vì người mẫu không hợp tác và em đòi hỏi chất lượng hình, cái độ đẹp của hình cao so với người bình thường nên em sẵn sàng em bỏ. Có những lúc như vậy là Phát có bị buồn không? Có không, bị bình thường. Không? Làng cá hả? Đúng rồi. Đang nuôi cá. Làng cá mẫu. Người mẫu tại, là cá mẫu. Tại vì mình phải bình thường. Tại vì nó là động vật, mình không nói nó nghe được. Như ít ra cho chó mèo mình còn có nhiều cách để mình nói. Chó mèo thì chụp dễ hơn tại vì mình điều khiển nó dễ, tại vì nó biết nghe. Còn con cá mình điều khiển nhiều khi nó không như ý mình. Mình chấp nhận nhưng mà mình quan niệm cái chuyện không được, mình rút kinh nghiệm để mình có lần sau mình chụp đẹp hơn. Cháu thì chụp cũng hả, mười mấy tấm mà không lựa được tấm nào, kỳ vậy ta. Mình đã nghe lắng nghe kinh nghiệm nhưng mà thực hành khó quá thầy ơi. Không ấy, ê Phát, giờ em chụp thiệt cho anh coi luôn được không? Ok anh, bây giờ em sẽ chụp một con lia thia. Rồi, bây giờ em sẽ chỉ anh Hoàng chụp con này, điều khiển con này theo ý mình cho nó đẹp, ra được những tấm hình ạt nhất có thể. Bây giờ Linh cầm giùm em ha. Dạ. Đó, khi con cá nó căng ra như vậy là đẹp thì mình sẽ canh một cái khoảnh khắc nào đó mình thấy ưng ý thì mình sẽ chụp thôi. Ồ, trời ơi, nó xè ra kìa anh. Ủa, thấy cái mặt anh vô đây có sao không? Không sao. À, có nghề. Canh chỉnh tiêu cự khẩu độ phù hợp là được. Ôi, nó xè cái đuôi ra to kìa. Ồ, đẹp quá kìa. Wow, xuất sắc chưa? Vậy là mình không phải, tốn tiền mua hai con mà mình sẽ thuê một người đứng cầm gương giùm là được. Đúng không? Vậy là tiện quá. Khoan, trời em chụp lại nha. Hơi cháy rồi. Đó, canh khó lắm, mình phải coi cái ánh sáng như thế nào nó phù hợp nữa. Bây giờ mình để xuống thì cho đừng thấy mình lát hồi cho nó xè lại đúng không? Chứ không để quạ hoài căng đầu á. Trời. Thôi relax đi con. Hết hiệp 1, chuẩn bị qua hiệp 2 nha. Hiệp 2, lên. Trời ơi, cái vây ngay chỗ cái đầu nó cũng bung ra luôn kìa. Đúng rồi, em thấy hả, là cái vùng mang này nè, nó cũng phùng ra luôn. Căng hết cỡ luôn. Rồi. Bây giờ sao? Đó nè đó. Nó nhìn vô mình. Nó nhìn vô thẳng ống kính á. Sẽ mình chụp nó.
bỏ kiến xuống giùm em tí đó cho dạ. Nó dòm qua ngay ngón tay của em á. Lúc nó đang giận dữ thì mình rất là điều khiển, nó rất là dễ. Trời, nãy giờ chụp cũng cả trăm tấm rồi đó, có tấm nào ưng ý không? Có rồi anh, nè em cho anh coi. Em đang rất là mong cái tấm mà anh nhìn vô cái kiến á. Ui có kìa, đẹp. Hay thiệt chứ. Trời, nghề ta. Ôi có xẹt cái đuôi ra kìa. Ý là cái mặt hai đứa mình tràn vô màn hình vậy mà chụp không thấy, mà chỉ thấy đúng cá rồi đó. Ghê thiệt. Hoặc là nhìn như một cái cánh hoa phượng vậy đó. Đẹp quá, mỗi cái khoảnh khắc, mỗi tấm hình nó đều giá trị hết. Đúng. Nhưng mà vậy đó. Như vậy thì nguyện vọng và ước mơ của Minh Phát là gì đối với đam mê này trong tương lai? Đó giờ người ta nói về cá thứ này, người ta chuyện đầu tiên người ta nghĩ là Thái Lan. Em muốn thay đổi suy nghĩ đó. Chuyện đầu tiên phải nghĩ về Việt Nam. Em Việt Nam chất lượng cao. Đúng vậy. Vậy thì Linh với lại anh Hoàng Rapper sẽ chúc cho Minh Phát càng ngày càng phát triển cái sự đam mê này, là những cái bức hình mà đẹp nhất mà Phát đã từng đưa ra và vươn tầm lại, ít chứ là trong toàn nước Việt Nam mình, và đặc biệt là sẽ có một ngày nào đó đi ra tới Thái Lan và tất cả mọi người ở bên đó là người ta sẽ wow lên với những tấm hình đó của Phát ha. Dạ. Rồi cảm ơn Linh với anh Hoàng. À, cảm ơn Minh Phát rất là nhiều, ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều điều hay. Và quý vị ơi, hãy đến với Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 để chúng ta khám phá thế giới muôn màu này và có khi học hỏi được rất là nhiều điều bổ ích. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Chuyện Đó Chuyện Đây. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.